tiền vào chai rượu nào luôn là câu hỏi được giới sưu tầm rượu quan tâm. Ngày hôm nay, Đăng Tàu Whisky sẽ chia sẻ 3 chai rượu giá dưới 200 triệu mà theo tôi có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong năm 2022. Chai rượu đầu tiên trong danh sách ngày hôm nay là Macallan Genesis. Đây là chai rượu đầu tiên được bán tại nhà máy mới của Macallan tại Easter Elches, Craigellachie, Scotland vào tháng 8 năm 2018. Tôi vẫn nhớ vào ngày ra mắt đã có một vụ hỗn loạn trên đoạn đường nhỏ dẫn tới nhà máy khi mà chai rượu này được bán với dạng ai đến trước thì được mua trước với giá chỉ có là 450 bảng. Ngày hôm đó chỉ có duy nhất 360 chai được bán tại nhà máy, tuy nhiên số người xếp hàng thì lên tới cả nghìn. Vậy chai rượu này có gì đặc biệt? Như đã nói thì đây là chai rượu đầu tiên được bán tại nhà máy mới của Macallan. Nó đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng trong lịch sử phát triển của hãng. Mà lịch sử thì đáng để ghi nhớ. Với những fan hâm mộ của Macallan thì ai đều muốn sở hữu một phần lịch sử cho riêng mình. Điểm thứ hai, đây là một chai rượu mà trên chai không ghi số năm tuổi bởi vì nó là NAS, Non-Age Statement. Điểm thứ ba là đi kèm với chai rượu này là một chiếc hộp đen vô cùng sang trọng. Chúng ta có một sơ đồ nhà máy của Macallan được in trên chất liệu giấy cốt tông cao cấp nhất của Magnani, là một nhà giấy đến từ nước Ý có nguồn gốc từ tận thế kỷ 15. Một điểm đặc biệt hơn là sơ đồ này được in bằng một trong hai máy in sơ đồ cuối cùng còn sót lại tại Vương quốc Anh. Điểm thứ tư, chai rượu này vô cùng giới hạn, chỉ 2.000 chai trên toàn thế giới. Giá của Macallan Genesis bây giờ khoảng 5.000 bảng tại thị trường Anh Quốc, một mức giá khá là mềm cho những ai muốn sở hữu một phần lịch sử của Macallan. Macallan Folio 5. Đây là một series mà không cần phải giới thiệu quá nhiều bởi vì nó quá đẳng cấp và là một điển hình trong đầu tư rượu nên cho vào sách giáo khoa. Series này được ra mắt lần đầu tiên vào năm 2015 với chai Folio 1, được bán với giá chỉ khoảng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, 7 năm sau, vẫn chính chai rượu đó đã chạm ngưỡng 600 triệu. Đây là một series rất đáng để sưu tầm bởi vì theo như Macallan thì hãng sẽ cho ra mắt tổng cộng 24 phiên bản với mỗi phiên bản chỉ giới hạn khoảng 2.000 chai. Hiện nay, hãng mới chỉ cho ra mắt tới phiên bản thứ 6. Và như các bạn đã biết thì khi mà hãng càng cho ra nhiều phiên bản đời mới thì giá của những phiên bản đời cũ này sẽ càng tăng mạnh theo năm tháng. Một điểm đặc biệt về series này đó chính là những phần label xuất hiện ở trên chai rượu. Những phần label này được lấy cảm hứng từ những màu quảng cáo của Macallan những năm 70, 80 và 90. Những màu quảng cáo đã gây nên sức mạnh và tạo nên thương hiệu của Macallan như ngày nay. Vậy tại sao chúng ta nên đầu tư vào chai Macallan Folio 5 này mà không phải là chai rượu khác? Với Macallan Folio 7 sắp được ra mắt thì giá của Folio 5 đang vào đà tăng, tuy nhiên giá vẫn còn khá êm, chỉ khoảng hơn 4.000 bảng. Vậy các bạn còn chần chừ gì nữa? Thời điểm tốt nhất để trồng cây là 20 năm về trước. Còn thời điểm tốt nhất để đầu tư rượu là ngay bây giờ. Đây là một chai rượu mà đã quá quen thuộc với các vị đại gia đến từ Việt Nam và các nước châu Á khi mà phần lớn lượng rượu được tiêu thụ tại nơi đây. Macallan 30 Sherry Oak. Gỗ tốt là một trong những yếu tố làm nên tên tuổi của Macallan. Và ở chai rượu 30 năm này, Macallan đã tìm ra được sự hài hòa giữa gỗ và rượu mới nấu ban đầu. Vậy nên, hương vị tuyệt vời chỉ đơn giản là một kết quả tất yếu. Một chai rượu ngon được ưa chuộng tới như vậy thì chắc chắn là sẽ cháy hàng. Vậy nên giá của chai rượu này sẽ tăng mạnh theo năm tháng. Nếu tiêu chí đầu tư của bạn là một chai rượu ăn chắc mặc bền thì đừng mất thời gian tìm kiếm thêm nữa, bởi vì
Đây là một sự lựa chọn hoàn hảo. Giá của chai rượu này hiện tại rơi vào khoảng 175 triệu đồng.